các bài sau. Vỗ tay lớn lên nào quý vị ơi. Toàn người đẹp đây. Còn duyên là duyên kẻ đón, chứ đón người đưa.
gốc cây thông. Hết y duyên là duyên mỗi gốc, chứ gốc cây hồng là hồng hai hoa. Cùng yêu nhau sáng chơi mưa trời nhà. Cảm ơn đội anh em xinh đẹp. Vùng đất Kinh Bắc, một vùng đất sản sinh ra rất nhiều nhân tài và là điều quan họ đặc trưng của miền quê hương miền Bắc chúng ta. Có duyên là duyên kẻ đón, chứ đón người nữa. Thế đi duyên là duyên đi sớm, sớm về chưa chứ chưa mặn. Trinh Huyền, thương em từ thuở 13 cái trăng tròn, thương người em gái, thương người em gái mà chờ. Tình à tình à tích tình tình tình, há hồi há hư hồi hư là hư hồi hư. Thôi, đấy. Chúng mình khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề, đường mòn nhìn bóng bước chân em nhớ tên, rồi thời gian qua đây.
quý vị, con đường mang tên em. Tâm sự đi Trang, vì ngày mai em về nhà chồng rồi. Có xứng đôi không anh Hậu? Xứng à? Dạ. Ngày mai em về nhà chồng, em có còn nhớ đến anh không? Quý quan viên hay họ được chứng kiến. Em hứa với anh là em không được chia tay anh. Thì dù xa xôi, em vẫn là của người. Thế là em có người khác mà em vẫn nghĩ đến anh à? Cái đấy gọi là cái gì, tư tưởng đúng không ạ? Mang tâm sự từ thua, thiếu Trang rất nhiều nên núi hơi bị. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào.
bóng cửa nhỏ. Nhìn ngoài mưa tuôn, sao nghe lạnh vào hồn. Nhiều khi yêu thư tựa sóng cửa nhỏ. Nhìn ngoài mưa tuôn, sao nghe lạnh vào. Quá ngọt ngào, cảm ơn em gái rất là nhiều. Anh em mình ôm nhau cái nhé. Dạ. Chúc anh trai thành công và một lần nữa Trang thay mặt cho anh Lương Gia Huy cảm ơn, gọi là cái tấm lòng tình cảm quý vị đã dành cho anh một cái đêm quá đặc biệt thế này khi anh chào Hà Nội bằng bolero phải không ạ? Quý vị tầng 2 đâu ạ? Hãy dành cho Lương Gia Huy một tràng pháo tay đúng không ạ? Quý vị ạ. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Rất nhiều. Nhiều sân khấu lại cho anh trai nhé. Chúng mình hai đứa xa nhau. Xuất hiện của ca sĩ Lương Gia Huy. Nhìn mưa trên phố em có thương sâu. Có nghe cay mắt chiều mưa đổ. Có nghe lòng xót xa đau. Hay em vội quên ngày đó. Trinh à, hôm nay hai đứa mình hẹn nhau ra 165 Thái Hà để chia tay nhau. Em có đành lòng không? Ủa, tại sao phải chia tay hả anh? Anh với em đang còn đi. Em đẹp như này mà anh phải chia tay thì anh không muốn một chút nào hết. Ở dưới này còn nhiều anh đẹp trai lắm. Vậy thì em cảm ơn anh. Chỉ yêu và biết nhau thôi.
Em có khóc không? Em vui quá. Tại sao chia tay nhau mà lại vui? Thì anh bảo ở dưới này còn bao nhiêu anh đẹp trai. Nhiều anh đẹp trai lắm. Hôm nay toàn là bạn, những người anh tri kỷ của Lương Yêu Huy hết. Dạ, và nhân thế em chọn có... anh nào không hay là anh tiếp tục chọn anh? Nếu mà em chọn anh thì lại hát bài Mưa Tươi, không có hát bài... Em vẫn về đội của anh. Đau khổ em. Nữa. Em vẫn về đội của anh đúng không ạ? Thưa quý vị, một tràng vỗ tay cho nữ ca sĩ hát hay Lê Trinh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nhân đây Lê Trinh cũng xin được cảm ơn anh đã dành những tình cảm tốt đẹp là dành cho người em gái. Và em cũng xin được chúc cho sự nghiệp của anh sắp tới sẽ được quý vị khán giả yêu mến hơn nữa. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý vị. Những lời rất là chân tình và cảm động. Và anh hy vọng là sự nghiệp của em sẽ còn tiến bước nhiều hơn nữa. Thương thương nhớ nhớ là thường, đường tôi về.
xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, ngày giây phút tôi xa người. Tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Đường tình ta đi là đi vào biển ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người hết thương tôi, người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời. Tôi mở môi, đường tình ta đi là đi vào biển ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trông. Tìm
một nơi trốn cuối đời. Kỳ vọng bao nhiêu nào có điều gì đâu, người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi học người từng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biển ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Cảm ơn quý vị. Hy vọng rằng là ai đang yêu không bị bỏ rơi giống Trang. Người ta đang yêu mình, người ta bỏ đi yêu người khác, thương người khác tội nghiệp lắm. Người ta đang yêu mình, người ta bỏ đi yêu người khác tội nghiệp mình lắm, phải không ạ? Chắc bài sau. Vỗ tay lớn lên nào quý vị ơi. Thank you.
nay. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ ạ. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Trinh Huyền. Thương em từ thuở 13 cái trăng tròn, thương người em gái, thương người em gái à, mà chờ tình à, tình à, tích tình 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 há hồi há ư hồi ư là ư hồi ư thôi đấy.